cùng kết hợp sản phẩm như thế nào. Ta biết được cái vấn đề mà sức khỏe con người đúng không ạ? Khi mà vấn đề sức khỏe gây ra bệnh tật như thế nào, do nhu cầu ăn uống ra sao đúng không ạ? Do thói quen sinh hoạt như thế nào ấy, thì thế bây giờ chúng ta có cái giải pháp như vậy, chúng ta sẽ giúp cho khách hàng chúng ta khi họ có vấn đề sức khỏe thì bắt đầu sẽ giúp họ họ có một cái giải pháp, và chúng ta sẽ vừa học sản phẩm bằng cái cách là lên những chương trình đúng không ạ? Khi mà chúng ta đúng không ạ, chúng ta vừa học rồi, học bằng khái niệm, bằng cái tổng quát rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ giúp cho bản thân mình và khách đồng đội của mình về cái cách để phối hợp như thế nào bằng một cái khả năng gọi là đơn giản nhất. Thế thì với những chương trình thanh lọc cơ thể chúng ta lưu ý ạ, với những người mà thanh lọc cơ thể ấy, thế thì những chương trình mà hầu như bây giờ ai vào Siri cũng rất là cần đúng không ạ? Khi mà cơ thể chúng ta bây giờ độc tố nhiều như vậy, ăn uống hít thở đều đưa vào tố nhiều như vậy, rồi là môi trường sống đúng không ạ, từ nguồn nước, từ không khí, từ thức ăn, thế thì bây giờ chúng ta thấy ạ, nếu như một người mà chỉ cần họ mong muốn là làm sạch cơ thể thôi, chúng ta thấy ạ, làm sạch cơ thể thôi thì chúng ta sẽ cho họ dùng cái gì? Tôi nhìn vào slide đúng không ạ, chỉ cần đó là bộ ba thôi, đó là cái thanh lọc cấp độ tế bào, rồi là lymphosan đúng không ạ, nếu như là lim chung thì chúng ta sẽ dùng limpulai. Còn những người mà có vấn đề về như kiểu là xương khớp ấy đúng không, họ muốn thanh lọc nhưng họ lại có vấn đề xương khớp thì chúng ta sẽ dùng cho họ cái tim gia pot. Còn nếu như những người mà họ có vấn đề về gan này, hoặc là vấn đề về ký sinh trùng này đấy, thì chúng ta sẽ cho dùng limdisen. Còn những người mà có tiểu đường thì chúng ta cho dùng inulin. Còn những người mà hệ tiêu hóa kém mà muốn cải thiện tăng cân thì chúng ta sẽ dùng inulin. Hoặc nếu như trong trường hợp mà tất cả những dòng lim này chỉ có một loại có thôi đúng không ạ, chỉ có một loại có, vì có những thời điểm cả nhà biết là các loại lim hết, chỉ có chắc inulin vẫn cứ khách hàng đều và kết quả rất tốt. Thời điểm vừa rồi, hơn tháng vừa rồi đúng không ạ, dòng lim nào cũng hết, chỉ có chắc inulin, nhưng mà vẫn cứ dùng cho những người xương khớp cũng tốt, tiểu đường cũng tốt, thậm như là người giảm cân huyền vẫn cho, vẫn cứ kết quả. Cho nên ở đây chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta lên chương trình khách hàng là để cách mà dễ nhất, đó là cái gì trong online có thì cho dùng cái đấy, chứ đừng có cứ phải là chờ người giảm cân cứ phải pull line, hoặc là người khớp cứ phải dùng cái lim khớp. Nếu như trường hợp nó có thì chúng ta lấy luôn càng tốt, còn nếu không có chúng ta thay thế luôn. Kể cả trà cũng vậy, thời gian vừa rồi chúng ta lưu ý là cái dòng trà mà Yogo nó hết đúng không ạ, và trà gan thận dùng cực kỳ ok, trà N1 ấy tuyệt vời. Còn nếu không có trà gan, trà N1 ấy, thì trà N2, trà nội tiết tố dùng vẫn rất ok. Bởi vì khách hàng là cho khách hàng dùng xong nhắn tin đang hỏi chị ơi cái trà đấy có đào thải không, chứ khách hàng của em dùng mà ôm nhà vệ sinh, chúng ta thấy ạ. Cho nên vấn đề mà khách hàng dùng để mà đào thải độc tố thì cái nào cũng đào thải hết, cho nên tùy với cái gian hàng chúng ta có cái gì chúng ta thể bổ sung, chúng ta không có phải lo lắng là ôi lên cho chương trình thành một cái đơn hàng mà hàng nó hết không có để mua để đặt cho khách chị ạ. Chúng ta lưu ý như vậy chúng ta sẽ mất khách hàng đấy ạ. Rồi nữa, nếu như những thanh lọc cơ bản ai cũng cần, đó là Novamin. Hầu như tất cả các đơn hàng chúng ta đều có Novamin, anh chị em lưu ý. Cho nên người mới chúng ta, những đơn hàng mà bây giờ mà chưa hiểu lắm mà lên á, chúng ta tập trung vào khoảng tầm 7-8 thứ hoặc 10 thứ cơ bản thôi, 7-8 món gì đó, chị đừng có quá nhớ hết thì chúng ta sẽ bị rối. Mà chúng ta hãy nhớ cái cơ bản là thanh lọc có bổ ba này đúng không ạ, có trà, có Novamin này, rồi lại là năng lượng thì có các cái dòng đấy, những cái dòng sản phẩm như là mắt, tim hoặc gan gì đấy, hoặc ai mất ngủ thì cho thêm cái xin, lưu với vậy thôi. Hoặc là người mà có vấn đề xương khớp thì thêm glucosamine và canxi, cứ cơ bản như vậy. Nhưng mà trong một đơn hàng cơ bản là bổ ba thanh lọc lymphosan là đã ngon rồi, à quên, bổ ba thanh lọc và Novamin và trà là ngon rồi, là đã ok rồi. Và sau đấy chúng ta thấy ạ, tại với cái trình thanh lọc của chúng ta thì chúng ta thấy cái bổ sản phẩm này nó tầm khoảng hơn 1 triệu thôi đúng không ạ. Khách hàng nếu có điều kiện, ở đây nhiều cái dòng này để chứng tỏ rằng nó sẽ có sự thay thế ở đây cả nhà nhé. Đó là chương trình thanh lọc cơ thể, và chúng ta thấy có dễ không ạ? Bây giờ chúng ta thấy những người mà nghèo chút, không điều kiện, chưa có điều kiện dùng nhiều thứ thì khoảng 1 triệu cũng đã được rồi. Thậm chí là có những người chỉ có một bộ ba với một hộp trà cũng tốt rồi, và có những người một chắc Novamin cũng tốt rồi đấy. Cho nên là chúng ta ở đây lừa với cơm, lừa cơm để chúng ta gắp mắm đúng không ạ. Cho nên là khách hàng với cái lượng tiền bao nhiêu thì chúng ta sẽ cân đối cho cái túi tiền của họ bấy nhiêu, cho nên là nó rất là dễ. Còn nếu vào đây mà chúng ta muốn trở thành một doanh nhân đúng không ạ, muốn trở thành người thành công nhanh, có kết quả nhanh, thì cho họ dùng combo doanh nhân, cho rất là nhiều combo cho họ dùng đúng không ạ. Combo 100 triệu là 100 điểm, hay là combo 200 điểm. Thế vào Siri chúng ta thấy là cái cách kinh doanh chúng ta ở Siri một tháng có 100 điểm thôi là năng động 2,6 triệu. Thế thì một người vào đây nếu như mà để mà dùng cảm nhận mà cho nhanh ấy, để có kết quả nhanh thì dùng hẳn 100 điểm đi.
Và 100 điểm chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều nhiều món. Còn đây là chương trình cơ bản thanh lọc cho những người mà họ mới, họ chưa tin tưởng, hoặc là họ đang còn lo lắng, thậm chí là họ muốn những túi tiền họ chưa đủ, thì chúng ta sẽ tùy với cái mong muốn đấy để chúng ta lên đơn. Đó. Rồi là đây đây là những trình thanh lọc cả nhà nhá, nên là anh chị em chúng ta mà mới ấy, mà để cách nhớ duy nhất để mà thanh lọc là cứ bổ ba và thêm một Novomin nữa, đó là tốt. Còn nếu như mà trên online mà có lim ở quên có sin bốn sin gan ấy, đây gọi là cái dòng mà thanh lọc, bởi vì cơ thể ta lá gan nó gọi là nó rất là cần thiết cho cơ thể về vấn đề đào thải độc tố ạ. Khi lá gan khỏe mạnh thì nó sẽ đẩy các độc tố ra và các chức năng cơ thể sẽ được làm sạch và kéo theo hệ một hệ cái bộ tiêu hóa khỏe mạnh. Cho nên những trường hợp mà ngày xưa khi mà mổ gà vịt ấy, nhiều cái bố mẹ mà mổ cứ nói là con gà này khỏe mạnh ăn gan thì con gà mà yếu yếu mà bệnh là cái gan nó khác lắm, mà không không có nấu đâu. Vì đấy cho nên là đi mua con vật nào mà nó cái lá gan mà tươi ấy, nó sáng nó mịn ấy, là người ta biết là con vật khỏe. Thế thì cơ thể chúng ta cũng vậy, nếu mà cơ thể mà muốn khỏe mạnh thì có sin bốn thì chúng ta nên bổ sung cho khách hàng. Về kể bản thân của tư vấn viên chúng ta cũng vậy, người mới ấy, vào đây mà chưa có nhiều tiền thì dùng một sin bốn, một bổ ba, một thuộc trà, một nomin cũng rất là ok rồi đấy. Rồi đây chương trình thứ hai chúng ta lưu lại những chương trình mà chăm sóc sức khỏe cơ bản, đó là các dạng sản phẩm đây. Nếu mà những người mà vào đây không có vấn đề về sức khỏe đâu, họ chỉ muốn khỏe mạnh thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn có thể dùng cái dòng sinh này, dòng sản phẩm cho họ. Đó. Cái gì trong trong này có là cái dùng hết. Nên thấy cho nó đơn giản đúng không ạ? Cho nên chúng ta đừng có quá câu nể là cứ phải đúng gọi là phác đồ, đúng không ạ? Cái từ phác đồ sẽ làm chúng ta sẽ bị phụ thuộc. Và phụ thuộc vào đấy thì nó sẽ gây vấn đề là hàng hết này, trên hàng online bị cháy này. Đó rồi có những sản phẩm nó không đúng chủng loại, bắt đầu chúng ta không có bình an cho khách hàng dùng được, mà cứ sợ một là dùng không hiệu quả, rồi là sợ khách hàng chê, thậm chí là khách hàng trước đây dùng bây giờ họ lại 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 là có những cái phản đối khi mà đưa sản phẩm không phù hợp. Chúng ta sẽ giúp cho họ hiểu được cái khi chúng ta hiểu thì khách hàng sẽ hiểu, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta là người giúp cho họ, họ tin khi chúng ta tin, họ hiểu khi chúng ta hiểu. Cho nên chúng ta ở đây đừng có quá lo lắng. Thế thì cái bổ ba thanh lọc, thậm chí là nếu như mà trường hợp mà bổ ba nó hết, chúng ta lưu ý có những thời điểm bổ ba hết, cho trà Novomin về Livosan cũng cứ tốt, vẫn cứ thanh lọc rất là tốt. Cho nên đã sức khỏe cơ bản thì cái vấn đề gì mà dùng ấy nó đều ok hết. Với những người mà có vấn đề như kiểu mà táo bón ấy, đúng vậy, táo bón ấy, và đặc biệt là muốn có cái sức sức khỏe gọi là cái làn da, về đặc biệt là những người mà có vấn đề về suy giãn tĩnh mạch, hoặc là tay mà cứ bị gân gân ấy, chúng ta tăng cái Livosan lên, tăng Livosan lên. Đấy, chúng ta nếu như cơ bản mà con người ta có vấn đề gì, chúng ta tập trung cái đấy thì nó rất là nhanh. Đó. Rồi như chúng ta thêm kẽm cho họ, như thêm một số sản phẩm phụ nữa thì càng tốt. Nhưng đặc biệt là chúng ta đây, vấn đề cơ bản sức khỏe thì ai cũng cần, cho nên là chúng ta đi những cái dòng nào mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp, rồi cảm thấy phù với túi tiền, với cái mong muốn của khách hàng, chúng ta có thể đi. Đó. Đây là cái cách mà chúng ta có thể là phân phân dòng sản phẩm để chúng ta nhớ nhé. Đấy, phân từng cái chương trình cho khách hàng. Đây chúng ta thấy cái sản phẩm mà với những người mà muốn tăng cái sinh lực ấy, thì đặc biệt chúng ta cho thêm cái Adaptovit. Nếu những người mà với cái chương trình cơ bản này họ muốn khỏe hơn một chút nữa mà muốn nhanh ấy, thì chúng ta cho cái nhọt mỉm vào đấy. Còn những Recording người đây, stopped. những người mà chúng ta thấy khi mà cái hệ tiêu hóa của họ ấy, đấy, khi mà đây là những cái chương trình cơ bản rồi nhé. Recording in Còn progress. chương trình mà hệ tiêu hóa thì chúng ta thấy cái mà liên quan đến đường ruột, đúng không ạ? Hệ tiêu hóa thì chúng ta thấy ạ, những cái người mà họ táo bón lâu ngày quá, họ có vấn đề về đường đường ruột ấy, thì nó hay gây đến vấn đề là trĩ. Chúng ta tăng cái trà này cho nó tăng lên ngày 4 đến 6 gói càng tốt. Thậm chí là Sopen nữa, Limposan phải dùng một ngày 2 lần. Những người hệ tiêu hóa mà yếu ạ, thế thì chúng ta thấy thanh lọc họ rất là cần, vẫn là thanh lọc năng lượng cân bằng cả nhà nhé. Thế thì đây ở đây chúng ta sẽ cho những dòng thanh lọc cơ bản, đó là bổ ba, đặc biệt là Livosan, là những người mà tiêu hóa yếu mà vấn đề về trĩ đường ruột ấy, thì rất là cần. Rồi nữa, những người mà có vấn đề về 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 búi trĩ mà có thể bị lòi ra, thì chúng ta thể thêm dầu ba sam để bôi, trộn với cái Novomin này để bôi vào búi trĩ cực kỳ nhanh. Và đặc biệt những cái vấn đề mà liên quan đến đường tiêu hóa mà trĩ á, chúng ta lưu ý là cho thêm dùng cái vitamin One này này, nó có 561 k hiện tại trên online đang có, tức là dòng dopamine ấy, nó có khả năng là đàn hồi các cơ và nó giúp vấn đề mà co cơ rất là tốt.
Thế thậm chí nếu như có thể chúng ta bổ sung thêm được cho họ thêm một cái hộp canxi tuyệt vời đó. Và những cái người mà thời gian đầu mà dùng sản phẩm ấy, chúng ta lưu ý là có thể nó sẽ có những biểu hiện như thế là chảy máu, thì đi đi ra ra có máu ấy. Dùng chương trình và dùng bổ ba thanh lọc Limosan trà đồng biến thử một chương trình đầy đủ và đi ra máu, nhưng mà sau khoảng tầm 3 4 hôm thì tử nó mất, bây giờ ổn định rồi, bây giờ hơn 1 tuần. Tôi lưu ý ạ. Cho nên những người mà chúng ta lên cho họ với chương trình về hệ tiêu hóa nó sẽ đầy đủ, nhưng mà sẽ bổ sung thêm một đường ruột, bổ sung thêm vào cái vấn đề như kiểu là đây cái vita min quan ấy, quan dopamine, hoặc là về cho canxi cũng rất cần thiết. Và đặc biệt những người mà vấn đề về đường tiêu hóa mà nặng thì phải tăng dopamine lên 10 viên 15 viên một ngày càng tốt. Đấy, còn trà phải 4 đến 6 gói. Tăng tăng lượng lên. Cho nên là khi mà khách hàng dùng ấy, mà những cái biểu hiện này chúng ta hiểu được cái nguyên lý rồi chúng ta rất là bình an đúng không ạ? Còn nếu không không thì chúng ta sẽ sợ đấy ạ. Cho nên hệ tiêu hóa nó sẽ quyết định rất là lớn đến cái quá trình hấp thu, cho nên là thời gian đầu ấy cái đường ruột đang bẩn, trong ấy đang là rác rưởi thì nó phải nào phải quét là cào đi ạ. Cho nên là những vấn đề mà trước đây chứng tỏ là người họ đã vấn đề viêm bên trong rồi mà họ không biết, và dùng là nó sẽ đào thải ra để nó cân bằng lại, nó làm lành tổn thương mà đúng không ạ? Thế thì cái biểu hiện mà những người mà vấn đề dùng về hệ tiêu hóa mà có đi ra máu ấy, mà vấn đề họ không có đau không có sốt không gì đấy là chứng tỏ là nó đang làm sạch và tử nó sẽ hết cả nhà nhé. Đấy. Còn nữa vấn đề mà chúng ta thể góp một cách để nhớ cho một người mà tổng kết hợp các chương trình sản phẩm cho những người có vấn đề về gan, về về thận ấy, về mật ấy, chúng ta thấy ạ, à, cũng là những cái sản phẩm rất là cơ bản đúng không ạ? Từ cái sản phẩm cơ bản mà chúng ta vừa đi ấy, chúng ta thể bổ sung thêm một số cái bổ sung. Chúng ta lưu ý cái dễ nhớ nhất ở đây để mà lên chương trình cho khách hàng đó ạ, tức là cái chương trình thải độc cơ bản mà chúng ta rinh vào, cái bổ ba Limosan trà rinh vào đúng không ạ? Và sau đây chúng ta thêm một số sản phẩm bổ sung nữa là xong. Thế thì với những người mà có vấn đề về gan chúng ta thấy ạ, à, họ sẽ rất cần các vi chất dinh dưỡng, các cái dòng khoáng ấy. Thế thì kẽm, silen, đấy, rồi là thậm chí nữa là sắt. Tuyền vẫn hay cho khách hàng dùng sắt, bởi vì cái vấn đề đặc biệt phụ nữ và sau sinh ấy, vấn đề thiếu máu rất là hay xảy ra cho khách hàng. Đó, còn Vita Jack Ma là những dòng sản phẩm nó khả năng chống oxy hóa, nó bổ sung và nó rất là nhiều dinh dưỡng trong này. Vì cái lọ này nó là Vita Jack Ma, nó được chiết xuất từ tinh dầu hạt nho và cuống nho, cho nên là cái chất lượng nó rất là tốt, và dùng hầu như là cái kết quả vừa đẹp này vừa khỏe này, và đặc biệt vấn đề nó hỗ trợ về cả tim mạch, cả cả vấn đề về về da nữa, cho nên là cái sản phẩm Vita Ma nó rất là cao cấp đấy. Rồi là nếu như omega chúng ta thấy trong online thậm chí là có cái omega nào thì phù hợp chúng ta cho dùng, thì cái này là cái omega để giúp cho vấn đề về về chuyển hóa, tức là làm sạch máu, làm sạch thành mạch ấy, thì kết hợp với Noridic. Cho nên ai mà bị gan là thường thường là những người hay béo cả nhà, tức là những người mà béo béo tức là hay mỡ máu này, men gan cao đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà làm sạch và cho họ thêm cái lọ Noridic để mà chống cái vấn đề về tai biến đột quỵ ấy, bởi vì mỡ máu men gan thì nó gây nên tắc thành mạch đúng không ạ? Thế phải cho họ cái này luôn, nó làm chắc thành mạch. Nên ta lưu ý, cho nên là rồi nữa cái người mà có vấn đề sức khỏe yếu thì cần vitamin thì cho thêm siêu min. Cho nên cứ rinh cái chương trình cơ bản vào, thanh lọc vào, bổ ba gọi là chương trình thanh lọc cơ bản đó là bổ ba thanh lọc Limosan trà nomin, và kết hợp thêm một số sản phẩm nữa. Và những người có vấn đề gan chúng ta thực ra cái chương trình gan là chương trình mà sản phẩm chúng ta cải thiện cực kỳ nhanh, rất hiệu quả cả nhà. Và những người mà vậy thì lim có thể là tăng liều lên. Rồi là trà cũng vậy, phải uống đều để nó đào thải bớt các độc tố, vì giúp cho gan nó khỏe mà, độc độc tố phải đi ra bớt cho lá gan mới khỏe được. Đó, rồi là nếu như mà đấy, nếu như trường hợp mà vitamin siêu minh hết thì cho có thể dùng thêm healthy. Đấy, thêm healthy cũng được, thậm chí là có thể là siêu minh loại 30 hết thì dùng một loại 1 triệu 265 hết thì dùng 1 triệu 480 cũng tốt. Đấy, cho nên là trong online có cái gì thì chúng ta bổ sung cái đấy. Đó, rồi thêm nữa nếu như mà trường hợp mà họ đau mỏi mà người trung trung tuổi đúng không ạ, thì thêm lò gel khớp, thêm ba sam đều được cả. Chúng ta lưu ý ở đây là sản phẩm ta có thể là dùng bất kỳ cái gì, nếu như khách hàng họ, tức là mình có thể bán thêm hoặc tư vấn thêm cho họ về những giải pháp, bởi vì lúc mà họ nói chuyện chúng ta hỏi chỉ có một vấn đề thôi, nhưng mà qua quá trình trao đổi chia Thì sẻ thì có biết rất họ là thêm nhiều nhiều vấn đề quý chúng cô ta bác có thể anh là chị chưa bổ biết sung về cho Hạnh, họ rất vì là bình vậy Hạnh thường xin phép đơn tụ lý đấy. một cái vấn đề Cái này cái ngày tôi mà thấy là lên làm sản cái phẩm tư vấn CD nó của không mình giống như, nên là đấy, tại cho sao nên nên là ai cái cũng làm ngoài được, ra không phải là phải là bác một hộp mà bút bố dùng vẫn rất khỏe. Rồi chương trình thần cũng vậy này,
thần thì chúng ta thấy ở đây cũng là chương trình thải lọc cơ bản rồi chúng ta cho thêm vào. Nhưng người bệnh thận là những người họ rất là thiếu thiếu các cái dòng vi chất ấy, dòng vi khoáng chất, vì cái cơ thể chúng ta bị lão hóa, bị suy giảm, bị yếu, đấy là do thiếu các vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin và khoáng tố. Đấy là những cái dinh dưỡng mà cơ thể không tự tổng hợp được từ thức ăn. Thế chúng ta phải cần bổ sung cho họ cái dòng vi chất cao lên, thì giác ma để silen để kẽm sắt đấy, những dòng sản phẩm đấy cho những người mà vấn đề gan thận cực kỳ quan trọng. Và những người mà bệnh nặng ấy, thời gian đầu mà có điều kiện một chút, cứ Novomin phải tăng liều lên, để khi mà nó đang còn cấp tính, đúng không ạ, đang cấp tính phải tăng liều lên để cho nó cân chỉnh lại cho nhanh đó. Rồi là thậm chí là những người mà họ mà, tức là họ mà cam kết, mà họ có niềm tin ấy, cái việc mà tăng liều lên, đặc biệt bổ ba thì cũng hơi gọi là, nếu người mà khỏe mạnh, thật sự khỏe mạnh và thật sự tin tưởng, cũng phải có niềm tin ấy, và có điều kiện kinh tế thì chúng ta có thể tăng liều lên gấp đôi. Nhưng mà ở đây thì Huyền cũng không có khuyến khích về cái này đâu. Và chúng ta lưu ý là những người mà chúng ta cứ dùng bình thường, nhưng mà nếu như mà người yếu á thì từ đầu đừng có cho thanh lọc, và khi họ khỏe lên rồi chúng ta bắt đầu mới bổ sung. Còn nếu chúng ta mà thanh lọc cho họ mà nhiều quá, họ sẽ bị mệt đấy ạ. Nên nếu mà trường hợp mà thanh lọc thì chúng ta phải tăng cái năng lượng lên nữa, đúng không ạ? Bởi vì quét thì phải bù vào, quét phải bù vào, cho nên là người mà yếu thì phải bù vào thêm vào, đúng không ạ? Thì cho cái vấn đề khôi phục nó sẽ nhanh hơn, được cái năng lượng nó nhiều hơn thì họ sẽ khỏe hơn. Và đặc biệt những người bị thận là những người mà chúng ta lưu ý cái kiến thức này bên ngoài cái liều ngoài lề một chút, đó là chúng ta đừng có ăn thịt quá nhiều, thịt đỏ, và đừng không ăn mặn, đúng không ạ? Và chúng ta uống nước vừa đủ, đặc biệt là chúng ta thêm được các protein thì càng tốt. Hiện tại thì những dòng protein này trên online đang hết, mà chúng ta đang dùng cái dòng Yogo màu trắng á, cái dòng mà 310.000 ấy, có thể thay thế nhau đều rất là tốt đấy. Rồi nữa, những cái chương trình mà chúng ta thấy ạ, để mà trái tim khỏe mạnh ấy thì chúng ta thấy rất là cần, đúng không ạ? Vì chúng ta sống được phải thì mới nhờ vào trái tim. Thế thì bây giờ những người mà vấn đề tim mạch thì nó là những cái vấn đề rất là nguy hiểm đến tính mạng. Thế thì để mà giảm vấn đề tim mạch, giúp cho giảm vấn đề căng thẳng và bình ổn huyết áp, thì chúng ta nên dùng cái dòng siêu vitamin. Ai mà có điều kiện cho họ dùng luôn cái dòng mà 1.400 1.780 760 thì rất là tốt. Còn nếu như không ấy, thì cũng dòng dòng New Vision hoặc là Vitamin đều được. Cho nên việc mà thay thế sản phẩm ở đây nó rất là dễ, ở chỗ là trên online có cái gì. Cho nên tại sao chúng ta đang nghe một thủ lĩnh chia sẻ rồi, trước khi tư vấn cho khách hàng lên đơn, họ lướt qua cái trang online, thấy có cái gì trên đây bắt đầu quay lại mới tư vấn. Ta lưu ý ạ, cho nên là chúng ta đừng có bó hẹp vào trong một cái sản phẩm, nó bắt buộc một cái chương trình nào hết, mà và chúng ta vào đây chúng ta nhặt được cái gì mà trong đó có thì chúng ta thay thế luôn. Cho nên là chúng ta đừng có cứng nhắc, đúng không ạ? Quá cứng nhắc thì chúng ta sẽ tự mình đeo cho mình một cái gông vào cái dây, và chúng ta sau này gỡ rất là khó. Cho nên là việc dùng sản phẩm ấy nó phù hợp với cơ địa con người đó, nó đặc biệt nên là cái sự mà kết hợp ở đây ấy, chúng ta thấy ạ, dùng sai sản phẩm cũng rất là tốt, mà rất là tốt chứ không có xương khớp mà lại tự nhiên lại mất kinh mấy 2 năm tự nhiên có lại luôn. Thậm chí là có những người dùng chương trình xương khớp lâu rồi là tức là họ vấn đề là con có 1 tuổi rồi, và con là được 5, 6, 7 tuổi, nhưng mà có đứa thứ hai rất là khó. Nhưng mà khi dùng chương trình xương khớp thì cả nhà hình dung là thế nào ạ? Đẻ đứa thứ ba thứ hai luôn, mặc dù là dùng chương trình xương khớp thì không phải dùng chương trình nữ giới. Cho nên chúng ta thấy cơ thể rất là thông minh, nó khi đưa vào ấy, cái gì thiếu nó tự nó cân chỉnh, thì nó nhặt. Cho nên ở đây chúng ta không có phải là nặng nề về việc là cứng nhắc về việc là chọn những sản phẩm đúng cho cái chương trình mà mình mong muốn. Tuy nhiên là trên đấy có cái gì mà nó liên quan đến ấy, chúng ta nhặt luôn, bổ sung luôn, nó đều rất là tốt. Đấy, cho nên là sản phẩm của chúng ta nó không phải là thuốc, cho nên là chúng ta dùng cho khách hàng chúng ta đều rất là yên tâm đi ạ, không có vấn đề gì phải lo lắng hết. Rồi nữa, đây cái hội chứng liên quan huyết học cũng vậy, cũng cứ chương trình thải độc cơ bản chúng ta đưa vào. Đấy, thế thì chúng ta lưu ý là việc mà những người mà cân nặng cũng vậy, việc mà thừa cân và sau khi sinh ấy, thì vấn đề thừa mỡ lại càng là một vấn đề mà báo động, đúng không ạ? Hầu như những người phụ nữ sau sinh ấy, thì họ đều có mong muốn là để cải thiện cân nặng rất là nhiều. Thế thì chúng ta sẽ dùng những cái dinh dưỡng gì ạ? Đây, chúng ta thấy có bữa ăn này, cái bữa ăn chúng ta đang có trên online ấy. Ta lưu ý ạ, cho nên là đây một cách mà chúng ta nhớ đơn giản nhất, đó là người có vấn đề mà giảm cân thì chúng ta có cái bữa ăn, và thêm cho hỏi cái dòng trà nữa. Còn nếu mà muốn nhanh ấy, thì chúng ta kết hợp cả chương trình gọi là thải độc cơ bản kết hợp với một số sản phẩm chuyên biệt về cái giảm cân.
Và nếu những người đây mà họ có cái cam kết tập thể dục thể thao ạ, thì chúng ta bổ sung thêm cho họ những cái dòng L-carnitine này để họ tăng năng lượng trong khi tập ấy, thì nó cái đào thải nó đốt cháy mỡ rất là nhanh. Rồi cho họ dùng thêm BBAC để mà nó khôi phục tái tạo các cái mô, các cái tế bào khôi phục và tái tạo các cái khối cơ ấy. Cho nên là cái dùng cái BBAC này nó cực kỳ hiệu quả, nó kết hợp được vận động ấy. Thế thì đây là sản phẩm mà người vận động, người mà có vấn đề thừa cân ấy rất là cần. Nhưng mà nếu như không vận động được ấy, thì chúng ta cho dùng thêm những cái bữa ăn, đúng không ạ, bữa ăn dòng dầu gâu thì rất là cần thiết. Đây rồi nữa là chúng ta thấy những người về tiểu đường cũng vậy thôi, cứ sản phẩm thải thải độc cơ bản vào, chúng ta rinh vào, đúng không ạ, bắt đầu là chúng ta thêm những cái dòng sản phẩm bổ sung. Chúng ta thấy vào đây có thấy nó cứ giống giống nhau không ạ? Bởi vì trên online có cái gì chúng ta thấy ạ, cái gì cũng dùng được, cho nên là cứ vào những cái trang này, cái gì trên online có chúng ta lên đơn cho khách hàng luôn. Và những cái người mà có dấu hiệu mà hỗ trợ về cái gì thì chúng ta tập trung vào cái đấy, đúng không ạ? Người yếu thì cho thêm Adaptovit và cái Nevision vào là được, à quyền cái Coren vào là được. Cho nên là chúng ta thấy sản phẩm Suri nó đơn giản đến nỗi mà người chỉ có ăn và nói thôi, còn cái người bình thường nhất không có trình độ chuyên môn về y học, cũng không cần phải trình độ đại học dược sĩ gì hết, vẫn cứ làm được. Cho nên là vào Suri chúng ta thấy chúng ta càng đơn giản hóa bao nhiêu thì chúng ta càng dễ thành công.